Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Hôm nay các anh chị sẽ được xem một cái video nó rất là lạ ở trên kênh của em nhé. Đây là cái video 360. Với cái video này thì cô chú anh chị em cũng có thể là mình có thể nghiêng điện thoại này để xem, hoặc là vuốt ở trên màn hình nhé để xem. Cái video này em sẽ làm cái video 360. Và đây em đang có là cái chai siêu lân, cái chai lân đỏ. Nó là cái chai lân đỏ nhé. Anh chị có thể vuốt vuốt qua để nhìn thấy cái chai lân đỏ này. Nó sẽ giúp thúc đẩy da dễ và nó sẽ giúp cho cái rễ tạo được nhiều cái lông hút để hút các chất dinh dưỡng, hấp thụ các chất dinh dưỡng ở trong đất ấy. Và nó sẽ hạn chế được cái việc như là những cái tác hại của việc bón thừa phân đạm này. Nó sẽ giúp cho cây phục hồi nhanh sau thu hoạch và hạn hán kéo dài, và sau khi bị nấm bệnh tấn công sau đấy, nó xong đấy thì nó sẽ giúp cho cây phục hồi nhanh hơn. Và nó còn giúp cho kích thích bộ rễ phát triển, cây sinh trưởng mạnh, thân mập, lá xanh, hạn chế bị xoăn đọt, xoăn lá. Và nó sẽ giúp cho là hạ phèn, giải độc hữu cơ, kích thích bộ lá thành thục, và nó còn giúp cho cây ra hoa sớm. Sử dụng được các loại cây như cà phê, lúa, rau màu, cây ăn trái. Một chai này là nó là 500 ml nhé, nó pha được khoảng chừng là 20 bình đeo lưng, là bằng với khoảng tầm 400 lít nước. 400 lít nước cho một chai này thì bằng với khoảng tầm 20 bình đeo lưng. Còn nếu mà với cái bình 20 lít ấy, thì các anh chị sẽ pha khoảng chừng là 25 ml cho một bình 20 lít để mình phun xịt, hoặc cũng có thể là dùng để tưới gốc luôn nhé, tưới gốc cho cây trồng luôn. Tưới gốc thì nó sẽ giúp hạ phèn, giải độc dưới đất nhé, và nó còn giúp cho cái việc là hạn chế cái tác hại của cái việc là bón thừa phân đấy. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Thì ở trong cái video này thì em cũng đã có cái số điện thoại để liên lạc đấy. Có hai số ở trong video này luôn. Có một số Viettel và số Vietnam. Số Vietnam thì nó sẽ có Zalo nhé. Các anh chị cũng có thể là liên lạc với em qua nhiều